Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Ông Lê Thanh Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19, gắn với kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 2 tháng 10. Tuần lễ học tập suốt đời được Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm trên cả nước nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc vận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 còn gửi đến thông điệp đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Trong đó triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học và hoạt động thư viện, góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy và học. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh đã kêu gọi và phát động phong trào sống và máy tính cho em trong toàn hệ thống hội để thực hiện phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học và trao 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi với số tiền 75 triệu đồng. Chiều hôm qua ngày 28 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị và học sinh năm học 2022-2023. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, trong năm học qua, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành giáo dục luôn được chú trọng, đặc biệt là phương thức tổ chức tuyên truyền đã được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở và đi vào chiều sâu. Các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh, sinh viên, phát huy các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm như hội thi những điều em muốn nói, đội thăm dò dư luận, từ đó nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn bức xúc của học sinh. Đồng thời, các trường cũng tăng cường xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường. Phát huy kết quả đạt được trong năm học qua, trong năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên, bao gồm công tác giáo dục chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh sinh viên, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an toàn vệ sinh lao động, công tác xã hội trường học và triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh sinh viên, trong đó có chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh chịu tác động của dịch COVID-19. Trong năm học 2022-2023, nhà trường cũng tăng cường xây dựng văn hóa học đường, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp nhằm định hướng và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh sinh viên. Chiều hôm qua ngày 28 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp chuẩn bị nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để kết nối kỹ thuật, thương mại, đầu tư với đối tác Nhật Bản thông qua chương trình phái cử thanh niên tỉnh Trà Vinh sang Nhật Bản làm việc, học tập, góp phần xây dựng phát triển quê hương. Theo dự thảo của bản ghi nhớ hợp tác, việc ký kết sẽ được thực hiện giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Tỉnh Đoàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Công ty trách nhiệm hữu hạn ESU 2 và Ủy ban nhân dân chính quyền thị thành phố trong tỉnh. Mục tiêu của hợp tác là nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trong tỉnh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình tuyển chọn, đào tạo và phái cử thanh niên người lao động của tỉnh đi làm việc, học tập tại Nhật Bản để trở về xây dựng phát triển quê hương nước nhà. Nội dung hợp tác giữa các bên là thành lập trường trung cấp Esuke tại tỉnh Trà Vinh và các lĩnh vực hoạt động như đào tạo chuyên ngành chăm sóc sức khỏe cá nhân, chăm sóc người cao tuổi, đồng thời đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Nhật Bản nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Mục tiêu đào tạo mỗi năm từ 300 đến 500 học viên. Song song đó là phát triển mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình phái cử thanh niên trong tỉnh đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Theo dự kiến, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên sẽ chính thức được diễn ra trong tháng 10 năm 2022.
Chiều hôm qua ngày 28 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức công bố quyết định và trao chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2022. Căn cứ quyết định số 1693 ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2022. Trong đợt này, toàn tỉnh có 29 sản phẩm của 25 chủ thể, trong đó có 13 hộ kinh doanh, 5 công ty, 5 hợp tác xã, 1 doanh nghiệp và 1 tổ hợp tác được công nhận sản phẩm OCOP năm 2022. Trong 6 sản phẩm OCOP được trao giấy chứng nhận lần này, có 21 sản phẩm đạt 3 sao, 7 sản phẩm đạt 4 sao và có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Nâng tổng số đến nay, toàn tỉnh có 104 sản phẩm OCOP. Để nâng cao hiệu quả và chất lượng của chương trình OCOP trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình OCOP, quan tâm đến việc phát triển các làng nghề, ngành nghề, nông thôn làm cơ sở để phát triển sản phẩm OCOP. Phối hợp với các ngành tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP. Về nhu cầu vốn hỗ trợ cho cơ sở doanh nghiệp, các địa phương sẽ cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, mặt hàng mà tỉnh có định hướng đầu tư như hỗ trợ thiết bị máy móc, xúc tiến quảng bá sản phẩm, hội chợ để đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh trong thời gian tới. Đêm hôm qua 28 tháng 9, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức khai mạc hội thi giọng ca tài tử cải lương tỉnh Trà Vinh lần thứ nhất năm 2022. Giọng ca tài tử là loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay, các hoạt động văn hóa văn nghệ ở các trung tâm văn hóa huyện thị, ở các câu lạc bộ đờn ca tài tử cải lương và các xã phường thị trấn trong tỉnh được duy trì thường xuyên. Và hội thi giọng ca tài tử cải lương tỉnh Trà Vinh lần này nhằm phát hiện những giọng hát hay, trẻ, có triển vọng để bồi dưỡng thành những diễn viên, nghệ nhân phục vụ công tác văn hóa văn nghệ. Khơi dậy niềm đam mê yêu thích hát tài tử cải lương của giới trẻ, của những người yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Hội thi đã thu hút 87 thí sinh trong tỉnh và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ở vòng sơ tuyển, các thí sinh sẽ hát hai câu giọng cổ tự chọn. Ở vòng bán kết, các thí sinh sẽ ca trọn bài giọng cổ và một lớp trong các điệu thức Nam, Hạ, Bắc, Quán tự chọn. Ở vòng chung kết xếp hạng, thí sinh bốc thăm ca một bài giọng cổ và một lớp hoặc ca trọn bài trong các điệu thức Nam, Hạ, Bắc, Quán trong danh mục các bài hát do ban tổ chức quy định. Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong 4 đêm. Ban giám khảo sẽ chọn ra 40 thí sinh vào vòng bán kết và chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 2 giải phụ. Tổng giải thưởng cho cuộc thi này gần 50 triệu đồng. Hôm qua ngày 28 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bạc Liêu đến trao đổi học tập kinh nghiệm tại Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Theo lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, hiện nay Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh này đã trở thành một cơ quan báo chí tổng hợp, đang hướng đến xây dựng theo mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện với các loại hình báo nói, báo hình, báo mạng điện tử. Tại buổi làm việc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu mong muốn được trao đổi học tập kinh nghiệm với Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh trong việc từng bước tự chủ tài chính, phương thức thực hiện xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật và xây dựng đơn giá sản xuất chương trình phát thanh truyền hình. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh cho biết, hiện nay Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh phát sóng trên hai kênh THTV1 và THTV2. Trong công tác tuyên truyền, đài luôn tập trung sản xuất các bản tin thời sự, chuyên đề trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội. Hầu hết các chương trình của đài đều mang đậm dấu ấn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Trà Vinh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2021, đài tập trung sản xuất các chuyên đề theo đơn đặt hàng và dịch vụ, đem lại nguồn thu khá lớn để thực hiện tự chủ tài chính. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2022, đài sẽ khởi công xây dựng nhà hát truyền hình Trà Vinh. Theo lãnh đạo hai đài, thì hai tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu có chiều nét tương đồng về văn hóa xã hội. Đây là điều kiện để Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh và Bạc Liêu cùng giao liên kết sản xuất các chương trình tin tức, phóng sự, đặc biệt là hợp tác sản xuất chương trình tiếng Khmer phục vụ công chúng đồng bào dân tộc. Trên tinh thần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lãnh đạo hai đài truyền hình đều mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ công tác, góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó thân tình giữa hai đơn vị để cùng hỗ trợ nhau phát triển. Trong thời gian 2 ngày 29 và 30 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023-2028 cho 60 cán bộ công đoàn chuyên trách và công đoàn ngành trong tỉnh. Tại hội nghị, cán bộ công đoàn được hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội, những nghị định chỉ thị kế hoạch liên quan việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023-2028.
hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp. Mục đích của lớp tập huấn là nhằm giúp cho cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nghiệp vụ công đoàn, đặc biệt là hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung quy trình tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định điều lệ công đoàn Việt Nam. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức được 14 lớp tập huấn về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023-2028 cho hơn 1.000 cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh. Sáng nay ngày 29 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mám công đoàn đợt 2 năm 2022. Trong đợt này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao bản biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 46 căn nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đang công tác tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng kinh phí hỗ trợ 2,3 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 66 căn nhà mám công đoàn với tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Đây là hoạt động có ý nghĩa của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, đồng thời thực hiện nghiêm kết luận số 149 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025, cơ bản xóa bỏ nhà tranh tre, dột nát của công nhân, viên chức lao động. Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần vừa tổ chức giải ngân nguồn quỹ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo cho nữ công nhân viên chức lao động năm 2022. Đây là hoạt động nhằm giúp cho đoàn viên công đoàn cơ sở có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải thiện kinh tế gia đình. Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần tổ chức giải ngân 150 triệu đồng từ quỹ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo cho 15 nữ đoàn viên công đoàn cơ sở trong trường học ở hai xã Hiếu Tử và Hiếu Trung. Mỗi đoàn viên công đoàn được vay 10 triệu đồng với lãi suất 0,66% một tháng và sẽ hoàn trả gốc lãi một lần sau khi kết thúc chu kỳ vay 24 tháng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện còn vận động 7 công ty, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp, trao tặng trên 2.000 phần quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao 5 căn nhà mám công đoàn cho đoàn viên công đoàn đang khó khăn về nhà ở, ước tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Riêng công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Chạy Gia Mỹ Phong đã tổ chức trao tặng trên 1.400 suất học bổng cho học sinh là con của đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động đang làm việc tại công ty trị giá trên 1 tỷ đồng. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay ngày 29 tháng 9, Phó Bí thư Thị ủy Dương Hải, Lâm Minh Thế đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do ảnh hưởng cơn bão số 4 xảy ra trên địa bàn xã Trường Long Hòa. Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4, trên địa bàn xã Trường Long Hòa thị xã Dương Hải có 4 gia đình bị thiệt hại, trong đó có một trường hợp bị sập nhà hoàn toàn. Tại các nơi đến, đồng chí Phó Bí thư Thị ủy đã gần thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại, đồng thời đề nghị các lực lượng địa phương tập trung hỗ trợ cho người dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra. Đặc biệt, đối với 4 gia đình bị sập, bị tốc mái cần được hỗ trợ kịp thời để sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Dương Hải, chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại của bão số 4, nắm bắt tình hình thiệt hại của người dân để có hướng hỗ trợ giúp người dân sớm khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Tại huyện Trà Cú, ông Lê Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban dân huyện này cũng vừa đến thăm hỏi gia đình bà Quỳnh Thị In ở ấp Bến Bạ và bà Thạch Thị Hai ở ấp Dàm Rê A, xã Hàm Tân bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Tại các nơi đến thăm, chủ tịch Ủy ban dân huyện Trà Cú đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình sớm khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Ủy ban dân xã Hàm Tân chỉ đạo lực lượng các đoàn thể phối hợp với ban nhân dân ấp triển khai các biện pháp hỗ trợ giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, ông Lê Thanh Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, trao tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình 5 triệu đồng. Được biết, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 9, tại địa bàn các ấp nêu trên đã xuất hiện một đợt gió lốc mạnh làm thiệt hại tài sản của nhiều hộ dân trên địa bàn. Hôm qua ngày 28 tháng 9, huyện Trà Cú tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ phụ nữ phân loại rác thải tại hộ gia đình cho phụ nữ xã Ngãi Xuyên. Đây là mô hình được chọn làm điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình. Hoạt động của tổ phụ nữ phân loại rác thải tại hộ gia đình là tham gia thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường như phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng túi sinh thái, hạn chế sử dụng túi ni lông.
Việc ra mắt mô hình tổ phụ nữ phân loại rác thải tại hộ gia đình là nhằm giúp cho hội viên phụ nữ hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, của cộng đồng, tích cực tham gia tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, bà con hàng xóm cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt ra bên ngoài. Tại buổi ra mắt, các thành viên trong tổ được nghe thông tin về tình hình và tác hại của ô nhiễm môi trường, phổ biến một số kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác thải từ gia đình, nhất là phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế, và khuyến cáo mỗi hộ nên bố trí 3 thùng rác để phân loại rác thải đúng quy định. Nhân dịp này, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Trà Vinh đã trao tặng cho mỗi thành viên trong tổ 3 thùng đựng rác để phân loại rác thải. Hôm nay ngày 29 tháng 9, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 3122 về việc thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh tổ chức thí điểm giao thêm 19 đơn vị công an cấp xã thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, gồm các xã Thanh Sơn, Long Hiệp, Hàm Giang, Hàm Tân, Tân Sơn, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, xã Dân Thành, Long Toàn, phường 2, thị xã Dương Hải, xã Ngãi Hùng, Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, thị trấn Long Thành, huyện Dương Hải, xã Thành Phú, huyện Cầu Kè và xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long. Công an cấp xã đã được phân cấp đăng ký mô tô sẽ thực hiện đăng ký cấp biển số mô tô cho 3 xã còn lại chưa được phân cấp trong cùng cấp huyện theo mô hình cụm dựa trên khoảng cách địa lý. Như vậy, tính đến nay, Trà Vinh đã có hơn 85 đơn vị công an cấp xã được phân cấp đăng ký cấp biển số mô tô, đã tiếp nhận đăng ký cấp biển số trên 5.700 mô tô theo quy định. Theo Công an tỉnh, việc phân cấp đăng ký mô tô cho công an cấp xã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công an nhân dân, được thực hiện với hai hình thức đăng ký trực tiếp và trực tuyến qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, cổng dịch vụ công quốc gia, giúp chủ xe tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi làm thủ tục đăng ký. Kính thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, mới đây Thành ủy Trà Vinh vừa ban hành chỉ thị số 09 về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi tháng cao điểm về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Sau khi lễ phát động tháng cao điểm về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh đã chỉ đạo cho các địa phương tập trung ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường khu vực trên địa bàn, đặc biệt là 25 tuyến đường nội ô thành phố. Nhiệm vụ của các lực lượng này là tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, vận động mọi người tham gia chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường. Đặc biệt là tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định, nhắc nhở và cho làm cam kết các trường hợp để vật dụng cây kiển bằng ghế mua bán lấn chiếm vỉa hè. Đối với các trường hợp mái che hàng rào cố định, phường sẽ cho làm cam kết thời gian 10 ngày tự tháo dỡ. Đồng thời, lực lượng chức năng thành phố Trà Vinh kết hợp các ngành có liên quan khảo sát cụ thể các tuyến đường, thực hiện chỉnh trang trụ cáp, dây cáp, trụ điện liên quan đến phạm vi thực hiện chỉnh trang đô thị. Kết quả qua một tuần ra quân, thành phố Trà Vinh đã phát hiện 52 trường hợp kinh doanh mua bán vi phạm về trật tự đô thị, trưng bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, mua bán hàng rong, đặt biển hiệu đậu đổ xe dưới lòng lề đường trái quy định. Qua đó đã giáo dục nhắc nhở 36 trường hợp, Ủy ban nhân dân phường lập biên bản vi phạm hành chính 16 trường hợp, ra quyết định xử phạt 10 trường hợp và tạm giữ nhiều tang vật vi phạm. Tổ công tác tiếp tục thực hiện chỉnh trang các khu vực công viên thành phố, khu vực đầu chợ Trà Vinh, khu vực Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy, khu vực bệnh viện Trà Vinh và nhiều tuyến đường quan trọng khác trong nội ô thành phố. Theo quan sát của phóng viên, sau một tuần ra quân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, hiện nay tình trạng vỉa hè lộn xộn do hàng quán bày bán trái phép, đặt để hàng hóa lấn chiếm vỉa hè đã giảm nhiều, đậu đổ xe cũng trật tự hơn sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở. Tôi thấy việc làm này của ngành chức năng rất tốt, sắp xếp trật tự mua bán và đậu xe gọn gàng, có lối đi cho người đi bộ, lúc thì mới thì bà con không thể sắp xếp được không như ý muốn của mình, nhưng tôi nghĩ sau đó hàng hóa gọn gàng thì bà con cũng thể suy nghĩ lại. Được biết vỉa hè dọc theo hàng rào của chùa Phướng thuộc phường 7, trước đây cứ vào mỗi buổi sáng và chiều, người dân thường ra đây bán những loại tôm cá, cua, ốc mà họ bắt được trong vườn nhà, gây mất giá mỹ quan, không đảm bảo trật tự đô thị. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, nay tình trạng mua bán không còn diễn ra như trước đây. Hay ở tuyến đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường 1,
Sau khi được tuyên truyền vận động, người dân cũng chấp hành tốt, hàng hóa được trưng bày và đậu đỗ xe đúng theo quy định. Phường có vận động là đừng có lấn chiếm thì chị cũng để vô trong vậy đó. Rồi thì chừa lối cho người đi bộ vậy chứ. Xe thì chị sắp xếp cho vô đậu bên trong, trong lẹt trắng cũng hợp lý, để vậy rộng thì khách người ta vô cũng rộng, chỗ người ta đậu xe rồi nó cũng thoải mái. Chứ mình cũng nếu mà lúc trước là lấn ra ngoài thì nó người ta đậu ở ngoài đường cũng nguy hiểm á. Thành ra chị nghĩ để vô trong vậy nó an toàn hơn. Bên cạnh những địa phương làm tốt, hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở nhiều tuyến đường. Trong đó đáng kể nhất là đường Phạm Thái Bường, đường Lê Lợi thuộc phường 3. Người dân còn bán cà phê vỉa hè, đậu đổ xe không đúng phần đường. Shop bán qua tạp hóa, đồ chơi trẻ em bày bán tràn ra khỏi vạch quy định. Hay tuyến đường Phan Đình Phùng thuộc phường 6 và phường 7, tuyến đường Trần Quốc Tuấn thuộc phường 2 cũng còn nhiều trường hợp bày bán qua cảnh, trồng đặt để cây kiểng, hàng khung quảng cáo lấn chiếm vỉa hè. Tuyến đường Trần Phú phường 2 vừa vật liệu xây dựng còn để ngổn ngang gây mất cảnh mỹ quan đô thị. Tình trạng này đã làm cho người đi đường rất khó chịu khi vỉa hè, lòng đường đều trở thành nơi đổ xe, còn lối đi dành cho người đi bộ cũng bị chiếm dụng gần hết. Thì qua một tuần ra quân thực hiện thì cơ bản trên địa bàn ba người dân cũng có cái ý thức chấp hành về cái công tác chỉnh trang đô thị. Thì nhiệm vụ tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện đảm bảo theo kế hoạch của thành phố nhằm cái nâng cao ý thức cho người dân được thực hiện tốt hơn nữa, cũng như cũng cùng với chỗ ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện cho nó tốt hơn. Không thể không thừa nhận những nỗ lực của các địa phương trong việc ra quân lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, dường như khi vắng bóng lực lượng chức năng thì mọi vi phạm lại trở về như cũ. Câu chuyện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường luôn không có hồi kết nếu như không có sự đồng tình cao của người dân và sự cương quyết của chính quyền địa phương. Tháng cao điểm về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Trà Vinh nhằm quán triệt từ trong nội bộ ra quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự vỉa hè, để mọi người đều có ý thức trách nhiệm tham gia chỉnh trang đô thị, góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố Trà Vinh theo hướng văn minh, xanh sạch đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.